Vào năm 1913, thép không rỉ hay còn gọi là inox ra đời. Kim loại này đã cách mạng hóa thế giới hiện đại và mang lại những ứng dụng quan trọng trong nhiều lĩnh vực đời sống. Nhanh chóng, thép không rỉ trở thành ngành được quan tâm và được đông đảo nhà đầu tư đã chọn làm con đường đi. Thị trường năng động, cạnh tranh khốc liệt, để tồn tại giữa thời buổi kinh tế khó khăn, đòi hỏi các nhà sản xuất luôn phải đổi mới và đầu tư vào chất lượng sản phẩm. Trải qua hơn 16 năm hình thành và phát triển, công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà đã xây dựng một nền móng vững chắc, khẳng định được vị trí quan trọng trong ngành thép không rỉ ở Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Thương hiệu Sơn Hà đã để lại nhiều ấn tượng và trở thành người bạn thân thiết của mọi người, mọi nhà. Được thành lập vào năm 1998, tiền thân là công ty trách nhiệm hữu hạn cơ kim khí Sơn Hà. Trải qua quá trình phát triển không ngừng, từ một cơ sở sản xuất bồn chứa nước inox, Sơn Hà hiện nay đã trở thành nhà sản xuất thép không rỉ hàng đầu Việt Nam. Chặng đường gian nan, song cũng đầy tự hào. Trong quá trình hoạt động, Sơn Hà đã được các tổ chức uy tín và cộng đồng xã hội ghi nhận bằng nhiều danh hiệu và giải thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng 3, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất cả nước, Sao vàng đất Việt, chứng chỉ hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 100 thương hiệu mạnh. Sơn Hà được thành lập năm 98, sau 17 năm hoạt động, liên tục dẫn đầu trong ngành thép không rỉ đối với những cái sản phẩm phục vụ cho dân dụng và công nghiệp, từ bồn chứa nước cho đến các sản phẩm về thiết bị vệ sinh và tới là những cái sản phẩm về ống thép phục vụ cho công nghiệp. Thì chúng tôi tự hào là Sơn Hà đã có những cái bước tiến cũng như là luôn khẳng định cái vị trí đứng đầu của mình. Sơn Hà niêm yết trên sàn chứng khoán năm 2009, tăng vốn điều lệ lên thành 330 tỷ Việt Nam đồng năm 2014. Đến nay, công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà đã thống lĩnh thị trường Việt Nam và xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia, tiêu biểu như Mỹ, Brazil, Argentina, Mexico, Indonesia, Ecuador, Singapore, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Canada. Sản phẩm ống thép không rỉ có đường hàn của Sơn Hà được sản xuất theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ và được chứng nhận chứng chỉ PED bởi tổ chức TÜV của Đức. Với sản phẩm này, chúng tôi đã xuất khẩu tới 20 quốc gia trên thế giới. Đây là một trong những sản phẩm chiến lược của Sơn Hà và chúng tôi cũng đã tiến hành để mở rộng dãy sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn DIN và EN của châu Âu, với mong muốn sẽ cung cấp đa dạng hơn các cái sản phẩm đến nhiều quốc gia trên thế giới. Với Sơn Hà thì chúng tôi luôn luôn tập trung vào việc mở rộng sản phẩm, đảm bảo chất lượng và tiết giảm các chi phí để có giá thành hợp lý nhất, cung cấp tới khách hàng với tiến độ giao hàng đảm bảo. Trong các sản phẩm của Sơn Hà, ống thép inox được coi là mặt hàng chủ lực, được đánh giá cao trên các thị trường lớn. Mỗi ống thép không rỉ khi sản xuất ra đều trơn láng với máy đánh bóng 600 grit hoạt động liên tục. Đầu ống inox không bị ba via, đường hàn mỏng với kỹ thuật cao, mang đến những sản phẩm hoàn hảo nhất. Chủng loại ống inox cũng đa dạng, phong phú, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau như ống thép tròn, ống hợp vuông, ống hợp chữ nhật. Ống inox mang trong mình sứ mệnh cao cả với hàng loạt các ứng dụng trong các lĩnh vực như xây dựng, kiến trúc, các nhà máy hóa chất, dầu khí, làm đường ống dẫn nước, ngành đóng tàu và các ứng dụng hàng hải, tàu thuyền công nghiệp khác. Sở dĩ tính ứng dụng cao như vậy vì ống inox Sơn Hà có nhiều ưu điểm. Đó là khả năng chịu uốn và chống rỉ cao, công nghệ hàn plasma của Đức đảm bảo độ kín của đường hàn, quá trình gia công và đánh bóng bề mặt sau gia công được kiểm soát chặt chẽ, cam kết luôn tuân thủ chất lượng quốc tế ASTM A554, A312. Ngoài những cam kết về chất lượng, Sơn Hà cũng chú trọng nâng cao sản lượng, mở rộng quy mô sản xuất ống inox, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO 9001-2008 và tiêu chuẩn DIN và EN của châu Âu. Tất cả các hệ thống nhà xưởng, máy móc thiết bị của Sơn Hà đều đạt chuẩn. Đội ngũ công nhân được đào tạo các kỹ năng vận hành máy thành thạo. Các sản phẩm ống inox của Sơn Hà được sản xuất trong một quy trình khép kín, hiện đại để đảm bảo chắc chắn mỗi sản phẩm khi xuất xưởng đều phù hợp tiêu chuẩn về chất lượng, hài lòng thị hiếu. Trong những năm tiếp theo, chắc chắn sẽ còn nhiều thách thức đối với các doanh nghiệp Việt. Muốn phát triển vững mạnh, ngoài đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, thì đường lối, phương hướng chiến lược của các lãnh đạo doanh nghiệp đặt ra cũng là một yếu tố quan trọng.
Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong ngành thép không rỉ, lãnh đạo công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà tin tưởng sẽ đưa sản phẩm ống inox phát triển mạnh mẽ và ứng dụng nhiều hơn nữa trong đời sống. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ sư, công nhân viên kỹ thuật cao có nhiều năm kinh nghiệm về ống thép không rỉ, ham học hỏi những công nghệ cao để áp dụng vào thực tế sản xuất. Sonan은 베트남 내에서 판매 점유율을 탑을 달리고 있는 유명한 회사이며 저희 또한 전 세계적으로 철강 제품을 생산하는 경쟁 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강 회사입니다. 이 두 회사가 만나서 또 좀 더 좋은 시너지가 날 수 있는 방안을 계속 찾으려고 노력할 예정입니다. 앞으로도 저희 VMPC는 써나의 고품질의 스테인리스 제품을 공급하기 위해서 최선을 다할 것을 약속드립니다. Song song với các hoạt động kinh doanh, Sơn Hà rất chú trọng đến các hoạt động cộng đồng. Các chương trình bảo trợ xã hội đã trở thành hoạt động truyền thống, góp phần xây dựng văn hóa công ty, không chỉ thể hiện trách nhiệm của một doanh nghiệp đối với cộng đồng, những hoạt động đó còn xuất phát từ chính truyền thống nhân ái của người Việt. Tại lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng 3, kỷ niệm 10 năm thành lập của công ty, Sơn Hà đã công bố hoạt động bảo trợ xã hội, trao tặng quà cho Bệnh viện Nhi Trung ương. Nhiều hoạt động từ thiện ở các xã vùng sâu, vùng xa được tổ chức thường niên, mang đến nhiều nụ cười, nhiều cơ hội cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.